Ok, chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái challenge là Chubby Bunny. Challenge này có thể rất là cũ rồi nhưng mà gọi là gì? Tiêu bá. Đào mỏ cái gì gọi là gì? Gô đi cờ. Gô đi cờ. Đào mộ. Đó. Đào mộ. Sẽ đào mộ cái challenge này lên và sẽ thử thách. Luật chơi thì như các bạn đã biết là mỗi người đều nhét một cục vào miệng và phải nói rõ từ Chubby Bunny. Không nhai. Không có nhai, nói cho Chubby Bunny. Chubby Bunny. Không tức mừng. Nhét cục gì vậy? Chubby Bunny. Dễ mà. Chubby Bunny. Nói cho Nguyễn chơi gì mà ai thua bị gì? Ngon ngủ. Chubby Bunny. Đàn không? Mình ngon uống nho, nó nước nó luôn. Anh nhớ người quên rồi. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ôi nhảy gì. Chưa nhét mà nói như đúng rồi. Mới có 3 cục thôi. Cô đã đúng bự luôn. Chubby Bunny. Lọt chết rồi. Cái bịch đó không? Chubby Bunny. Để nhà lọt. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ăn cưng ngon. Áo có ăn. Nói. Không nghe gì. Anh kêu là nói rõ. Sao? Không có chơi nhau chậm nha. Không phải đừng nuốt vậy. Ok, nó nhẹ. Ghê quá. Thôi 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 thôi. Anh. Cho mình một đi. Trời ơi em luôn. Ghê quá. Để cái tay nghe em lọc. Cái challenge đầu tiên là Chen đã thua. Challenge này có thể là trời hơi tối, tại vì phòng nó hơi tối, không phải là phòng mình. Phòng Chen. Mình không nằm ở ngoài được, tại vì nó rất là ồn. Đây là challenge thứ hai là challenge Sweeper challenge. Sweep. Whisper. Whisper challenge. Whisper challenge. Thì challenge này cũng như bạn có thể biết rồi, là một người đeo tai nghe và người kia nói một cái gì đó và người đeo tai nghe phải đoán. Ví dụ như là con này đeo tai nghe, mình và Lộc sẽ nói và con Chen sẽ đoán. Thì đây là nhạc rất là to. Ai trước?
ăn trước đi. Ok, từ từ. Bây giờ là thử nghiệm trước. Thử nghiệm trước nha. Chó hào. Quỷ. Không nghĩ. Ok. Thử nghiệm trước nha. Thôi thử rồi. À phải đánh được. Chó hào. Anh có thể biết được cái miệng nói gì á, biết không vậy? Xin lỗi, cho mẹ lấy cái mẹ lấy cái áo lạnh của mẹ. Khoan từ từ. Khoan từ từ. Mỗi người có 5 cơ hội để trả lời. Mỗi người 4 câu thôi. Đây, vô. Bây giờ sẽ vô. Và đây là điểm của mình, điểm của Lộc và điểm của Chen. Chờ, khoan, bây giờ ai trước? Lộc nói 5 câu trước hay là Sen kể? Thì sẽ kể đi. Hào heo khô. Heo khổ. Heo lô. Hào hô. Đừng cứ hào khô. Đúng rồi. Hào khô hả? Hào hô. Hào hô. Hào khố. Thôi thôi rồi. Thôi bỏ đi bỏ đi. Tối nay làm gì? Hai đẹp dữ. Đi quan ghê luôn á. Tối nay làm cái gì? Nói lại. Tối nay làm cái gì? Tối nay hào đẹp dữ. Đẹp dữ. Hai lần nha, lần nha. Tối nay làm cái gì? Tối nay. Rồi má giọng anh ồn lắm luôn. Tối nay gì? Tối nay làm cái gì? Tối nay làm bài. Tối nay làm cái gì? Tối nay làm cán sự. Làm cán sự à? Trời mấy lần rồi. Tối nay làm cái gì? Tối nay tên gì? Thôi rồi. Tối nay làm cái gì? Rồi tiếp nha. Tối nay làm cái gì? Tối nay làm cán sự. Ủa y chang cái miệng nhau anh không nghe gì luôn á. Tiếp. Đừng mà có xong nghĩa đơn giản xíu đi. Gì cán sự? Anh không. Anh hôi miệng hả? Bà cô đi dạy. Ba lần rồi đó. Anh hôi miệng hả? Anh bị hô hả? Anh hôi miệng hả? Anh hôi lắm hả? Thôi. Anh nói gì vậy? Anh hôi miệng hả? Tiếp. Chưa bao giờ thấy ai chó như anh. Nói lại. Chưa bao giờ thấy ai chó như anh. Sao mà già quá vậy? Trời ơi, đừng mà nó ngắn thôi. Ok. Hào là BD. Hào đẹp lắm đó. Một lần. Đúng không? Một lần. Hào là BD. Hào làm gì đi? Hào là BD. Hào làm gì vậy? Hào làm BD. Hào là BD. Hào làm gì đó? Bốn lần rồi. Hào là BD. Hào. Đúng không? Hào đúng không? Làm. Sao mà khó quá vậy? Nói lại. Hào là BD. Hào. Cái từ BD cuối cùng đúng không? Đúng không? Từ BD cuối cùng đúng không? Hào bị BD hả? Sai rồi, thôi rồi. Hào là BD. Chứ mà Hào bị BD. Mỗi người 4 câu thôi. Không, là 0/4. Phải thua rồi đó. Tới lượt Lộc. Đào tao nó dạng xuống nóc rồi. Không được. Nghe được không? Nghe được. Ủa, sao gì vậy? Được. Má phải bị thích cái gió vậy? Đó, em hỏi nó nghe. Thì nói đi. Em hiểu nó nghe gì không, mà nó được rồi. Rồi, em chưa đi. Em phải canh cái nhạc ở trong rồi em nói. Nghe được không vậy? Nghe gì không? Cái gì không?
Mẹ gì làm cái gì vậy? Ngân lùng. Ngân lùng. Hai lùng. Một lần. Ngân lùng. Con lùng. Hai lần. Ngân lùng. Bí lùng. Ngân lùng. À, ngân lùng. Một thấy là mua rồi đó. Nhớ rồi, ngân thấy là ngân chữ chết. 1/4 không chứ. Thôi cho lẹ đi. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Một lần. Nói gì vậy? Nói rõ là ông. Nói gì vậy? Bị khùng hả? Nói gì vậy? Nói gì giờ? Nói bị khùng, nói bị khùng. Tại chứ có điên. Ba lần rồi. Nói gì giờ? Nói gì giờ? Đứa này hay thiệt luôn. 2/4 Chết là đến khúc quay lắc rồi. Lộc yêu chó. Lộc là con chó. Lộc yêu chó. Lộc là chó. Lộc yêu chó. Lộc bị chó cắn. Không gì vậy. Lộc yêu chó. Lộc là con chó. Lộc yêu chó. À, Lộc yêu chó. Ghê quá. Không, tại hết nhạc luôn. Hết nhạc đúng không? Nhạc nó đi xuống. Ờ, cái gì 3/4 Ừ, 3/4 đấy, thấy đâu thắng. Sao hay vậy? Được mà, ok. Lộc không tẩy trang đẹp lắm. Hả? Lộc không tẩy trang đẹp lắm. Lộc trang điểm đẹp lắm. Ghi. Lộc hùng lắm. Không. Hai rồi. Lộc không trang điểm đẹp lắm. Sai rồi ba. Lỗ anh nói còn sai nữa. Lộc tẩy trang nhìn đẹp lắm. Lộc tẩy não đẹp lắm. Ba. Lộc độc tẩy trang nhìn đẹp lắm. Lộc không tẩy trang đẹp lắm. Lộc không tẩy trang nhìn đẹp lắm. Lộc không tẩy trang đẹp lắm. Sai rồi. Thở rồi, nằm rồi. Lộc không trang điểm đẹp lắm. Gần đúng rồi. Lộc gì? Lộc không tẩy Lộc trang. Lộc tẩy trang nhìn đẹp lắm. Lộc không tẩy trang nhìn. Lộc tẩy trang nhìn đẹp lắm. Lộc tẩy trang nhìn đẹp lắm. Tôi lượng mình là cái ngã nói nhảm như nhất. Hình như này nãy giờ không được con nào hết đúng không? Ừ đúng rồi đó. Lộc được 3/4. Cái này mình nói thiệt nha, mình không có nói giỡn đâu. Đen mặt mụn. Trên mặt mụn. Một dè. Mới vậy là thôn mẹ. Không mặc áo vú hả? Mặt mụn nhiều quá. Không mặc áo vú hả? Ông sao mạo quá. Không mặc áo vú hả? Ông mặc áo vú quá. Không mặc áo vú hả? Cao không mặc áo vú hả? Không mặc áo vú hả? Đúng rồi. Con mặc áo vú hả? Ủa đúng không? Hình như không đúng không? Cái lại nó lại. Nó lại lại. Không mặc áo vú hả? À, đúng. À, trời ơi, do áo vú nằm đây nè. Sao nghe vậy? Sao nghe vậy? Mẹ. Sao nên hợp nhất. Nó được ăn. Không có đâu. Work. Ba câu rồi, nghe tới anh giờ tới anh đó. Ừ. Lấy bung chưa? 5 phút. Rồi, cứ chờ ấy xong rồi ra, khi nào anh mình ra. Dạ.
Tối nay đứng đường không? Chứ gì gì vậy? Tối nay đứng đường không? Vậy thổi kèn được không? Cái gì vậy? Chứ sao? Được. Vậy à? Sao một lần nữa? Tối nay đứng đường không? Vậy tự tử được không? Này, tối nay đứng đường không? Thổi kén được gì không? Đây, tối nay đứng đường không? Tối nay đứng thổi đường. Thổi này. Hay tối nay. Tối nay đứng đường không? Tối nay thức đường không? Mấy rồi? Bốn. Cái cuối cùng á. Ừ. Tối nay đứng đường không? Thành Thái luôn. Tối nay đứng đường không? Lấy chờ mấy bạn lấy điểm yếu tôi không hà. Rồi đã ăn thôi. How hero peace đỡ cái máy quay.